Dạ, sắp được cho em Lily mới về chiếc xe cổ điển W tờ 99, mẫu cổ điển đẹp lắm nha mọi người. Em quay sơ sơ cho mọi người xem nè. Đó, chưa, cửa mở hai cánh luôn. Bên đây là cái nguồn lúc phía trên là mở lên. Để xe nó sẽ lên đèn trước và đèn sau. Đây, nó có số tiến và số lùi nha anh chị. Đây là số tiến, đây dầm lên nó sẽ lên, số lùi đây tùng này nó sẽ lùi. Rồi ngoài ra nó còn có cái số lùi đó, nó sẽ có đèn xi nhan á, là như là cho mọi người né. Rồi đây là loại bật bên, đây bên này xe nó sẽ bật bên. Đây là đèn, đây là tắt đèn. Mở đèn là đây đó. Đây là nhạc, đây là nhạc đây mà. Đẹp lắm mọi người, nó gì cực kỳ đẹp luôn. Mọi người muốn số nhỏ số lớn là đây, đây là bí, đây là lớn lớn là tăng lên. Ở ngay vô lăng của bí là sẽ có cái còi. Đây là đèn, cái đây là cái gạt của đèn xi nhan. Như là mình gạt qua phải, mình quẹo qua trái là nó sẽ lên đèn xi nhan. Đèn xi nhan của bên trái và bên phải là nó sẽ lên đèn bên phải. Đây, xe đẹp luôn. Vậy quay sơ sơ cho mọi người xem nha. Cửa nó sẽ mở ra hai cánh luôn. Cái dây an toàn rồi ghế nệm luôn cho bé. Quay sơ sơ cho mọi người xem nha. Anh chị có rep book bên fanpage đồ chơi chim Lily sẽ có nhân viên bên em chết chết lại nha mọi người. Đó, đẹp lắm nha.